Philippines chống việc dùng COC để đẩy Hoa Kỳ ra khỏi Biển Đông. Ngoại trưởng Philippines là Teodoro Lawson cho biết vào thứ Hai ngày 8 tháng 2 là Philippines chống lại việc dùng Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC để ngăn cấm các lực lượng bên ngoài hiện diện trên Biển Đông. COC mà các nước ASEAN đang đàm phán với Trung Cộng để tránh xung đột võ trang, không thấy có cuộc đàm phán nào trong năm 2020 và hiện không biết bao giờ sẽ được tái khởi động. Ngoại trưởng Lawson nói với báo chí rằng đây là điều không thể thương lượng được. Bộ COC sẽ không bao giờ được loại trừ một cường quốc Tây Phương, đặc biệt là Hoa Kỳ ra khỏi khu vực, bởi vì họ chính là thành phần quan ninh quốc phòng của chúng ta và đó là hiệp định phòng thủ chung. Mỹ và Philippines ký hiệp định phòng thủ chung gọi tắt là MDT từ 70 năm trước và theo đó thì Hoa Kỳ có trách nhiệm bảo vệ Philippines khi bị quân địch tấn công.